Bay nè, 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 bay
đi ăn. Trời ông nội ơi, quýt giấu quá. Trời lại nhỏ nữa hả? Ông nội ơi. Trời ơi. Ây da. Ây da. Bên nhỏ ông nội tôi quýt cho tôi. Tự nhiên chơi chút, tự nhiên chuyển qua kèm này. À, để đổ bên. Ý là đồ lên hả? Đồ lên đúng không? Không, đồ lỏ này hôm nay tự nhiên chuyển thắng luôn. Kèo hôm qua. Là... Đây, chụp thích, chụp thích. Chụp thích. Đồ là chiến thắng. À, đúng rồi đó, bộ ba mùa đỏ. Thôi em là nhìn được đây cho kiểm nhìn này, em không có thêm. Không phải, ông muốn lấy bà thắm. Trời ơi, này siêu mạnh đúng không? Anh lấy bà thấp nhưng bà thấp không có ra, làm gì mua bộ bà. Anh biết sao không? Cái này mới cân bằng là người cân cái thắm vô rồi đó, sao mà đang ăn dữ á? Thì nhưng mà mày là mày luôn, có gì cái là mày nữa. Mày là có người mà trong cái mày ăn đi đồ tay cái lực cầu mình có qua nữa, không mày qua. Nó đục lưới nó nhảy nhảy lên rồi nó có đục trái cây rồi nó ra nó qua luôn. Nó mà qua mà. Đi gọi là đụng nó tan là người ta hoạt thôi. Muốn bung chuyện cũng vậy thôi. Ở này muốn người ta chạy tốn rồi mình chụp. Ờ chuyển qua lục mà. Đi giá rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng rồi, Di Đà Phật. Đến đâu. 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 Đến lực đó do chủ tịch ban hành, đâm ra không có chạy.
vô. Ông để con ra trước. Rồi thu ra trước đây, rồi thu ra trước rồi nha, cắt vô. Bổ thì nó lật một góc ba mà anh chơi áp dụng vô lật cái giá. Cùng lên nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây nè. Thank you.